tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một đoạn video này để giới thiệu cho mọi người một loại lá mà lá cảnh nha mọi người, rất là đẹp. Lá này cái thường thường là rất là may mắn nha mọi người, có thể trưng ở trong phòng khách hay là những căn tiệm hay là ở trong phòng mình nha mọi người, rất là xinh nha mọi người. Đây lá này nha mọi người, mình chuyên gọi là lá này nha mọi người. Thường thường người ta gọi là lá này là lá trắng xanh nha mọi người, vì nó có hai màu nha mọi người, và gọi là lá may mắn nữa nha mọi người đó, và nó rất là dễ sống nha mọi người đó. Mọi người thấy nó rất là đẹp đúng không mọi người, mình sẽ bưng ra đây cho mọi người xem nha mọi người. Đây nè mọi người, đó là cây này á mọi người. Nó có thể mình trồng lâu á mọi người, trồng lâu cái cây này á là nó có thể thành lá bông luôn nha mọi người. Mọi người thấy bông không mọi người? Đó, cây này là cây nó có thể ra bông nha mọi người. Đó, và mình trồng lâu và nó có thể ra bông cho mọi người nha mọi người. Và nó có thể ra bông cho mọi người, rất là đẹp nha mọi người. Nha mọi người, bông của nó rất là xinh nha mọi người. Bông của nó là thường là màu trắng nha mọi người. Đó, nếu mà mình mới trồng là nó sẽ không có bông đâu nha mọi người. Cái này là mình trồng rất là lâu rồi mọi người, nên đây là nó sẽ ra bông cho mọi người. Và mọi người biết đó, nếu mà mình trồng một cái cảnh nào đó mọi người thì mọi người nhớ chăm sóc nó nha mọi người. Cây này thì nó rất là dễ sống, mình chỉ nhổ cái cây này nè mọi người, nhổ cái gốc đây một cái gốc nhỏ thôi nha mọi người là nó sẽ sống nha mọi người, chứ nó sẽ sống rất là nhanh nha mọi người. Mình nhân cần chăm nó và tưới nước cho nó là nó sẽ rất là nhanh nha mọi người. Mọi người thấy không, rất là dễ. Rồi khi mà mình trồng được á mọi người là mình có thể đem để như những cái kệ nào mà mình dùng trang trí trong những cái quán ăn này mọi người, trong tiệm này mọi người đó, rất là hợp lý nha mọi người. Rất là hợp lý nha mọi người. Có thể may mắn đến may mắn đến cái tiệm của mình nha mọi người, đến cái tiệm trong nhà mình, hoặc là mình làm trong cái kệ mà mình để trong phòng khách đó mọi người. Cây này thì nó sẽ không có côn trùng gì bay vô hay là có con gì mà nó đậu lên những cái này đâu nha mọi người. Cây này rất là đẹp, cây này là tự nhiên đó mọi người, không có côn trùng hay là không có một cái con gì để bay vô nhà, nên là mình có thể đi trò để đào bất cứ trong nhà mình nha mọi người. Có thể